Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 201: Lời nói kinh thiên hai. Mạc thị nhất thời sắc mặt rất khó coi, cái gì thất vọng hay không thất vọng, ta chẳng qua là lo lắng ngươi, phụ thân đã chết, mẫu thân lại bị bệnh, trong lòng đương nhiên sẽ không dễ chịu vậy thì hy vọng đường cữu bà nói chuyện chú ý một chút nay cha ta bị rơi xuống sông không rõ tung tích bà câu nào câu nấy đều nói từ chẳng lẽ bà hy vọng cha ta chết sớm một chút hay sao vân khanh vẫn tươi cười như trước nhưng đáy mắt lại không có nửa điểm ý cười liền như vậy nhìn chằm chằm vào mạc thị như muốn đem bà ta nhìn thấu mạc thị bị nàng nhìn có chút chột giả bà ta đương nhiên hy vọng thẩm mậu chết thẩm mậu một khi chết đi là có thể đem gia sản phân đến trong tộc, đến lúc đó nhà bà ta có thể lấy được phần to nhất, gia sản thẩm gia, cho dù là một phần mười, cũng có thể cho bà ta ba đời ăn sung mặc sướng, nhưng lời này đương nhiên là không thể nói ra, nếu bà ta nói thẳng ra muốn thẩm mậu chết, như vậy bà ta lập tức sẽ bị đuổi ra bên ngoài. Vân Khanh, Người phải chăng là bị áp lực quá lớn, sao lại hồ môn loạn ngữ, cha ngươi mất tích đã nửa tháng, không phải gặp nạn thì còn có thể có nguyên nhân khác sao ngươi không cần sợ đối mặt với sự thật mạc thị sau lưng có chỗ rửa bà ta dám nói như vậy nhất định là được người chỉ bảo vân khanh quay đầu nhìn các tộc nhân lóe lên tia tham lam ngồi ở trên ghế lạnh lùng cười lúc này cũng không khách khí ta không có hồ môn loạn ngữ cha mất tích nửa tháng không có nghĩa là ông gặp nạn nhưng thật ra các ngươi hôm nay tới cửa không phải là vì muốn nói cho ta biết cha ta đã chết sau đó lại nói cho ta biết muốn bảo hộ mẹ con ta chứ gì nếu là như thế vậy thì không cần nói các vị nếu có lòng này vậy thì nên phái người đi tìm tung tích của cha ta đi những người này chuyển trăm cây ngàn cây vòng luồn quẩn rốt cuộc đề tài đều phải chuyển tới trước mặt không bằng trực tiếp nói ra tránh hao phí dực lực của nàng bên kia tộc trưởng đã sớm kiềm chế không được đem trà đặt ở một bên hai tay bám trên đầu gối, bày ra một bộ dáng cực kỳ bi ai. Thật lâu thở dài nói, hôm qua ta đã cùng lão phu nhân nói qua, hôm nay lại đến, ai ngờ lão phu nhân cùng nương ngươi đều bị bệnh, như vậy ngươi là trưởng nữ thẩm gia. Ta tại đây cũng cùng ngươi nói một tiếng, cơ nghiệp thẩm gia lớn như thế, cha ngươi không quản lý đã nửa tháng, nghe nói rất nhiều thương hộ đều quỵt nợ, nói vậy ngươi cũng biết, bọn họ sở dĩ dám làm như vậy chính là bởi vì biết thẩm gia này không có đương gia làm chủ y vào các ngươi cô nhi quả phụ không hiểu chuyện buôn bán chuyện như vậy chúng ta đều nhìn thấy vẫn chôn trong đáy lòng càng cả nghĩ càng xót thương nay trong tộc thương nghị để chúng ta bỏ ra chút sức giúp các ngươi quản lý cơ nghiệp mà ngươi cùng nương ngươi ở nhà quản lý tốt sự vụ trong phủ quyết định như vậy ngươi xem như thế nào từ lúc vân khanh đi ra lão liền khinh thị trong lòng một nha đầu mới 14 tuổi còn chưa cập kê, huống hồ lại được nuông chiều từ bé thì hiểu được cái gì chứ? Trước tiên là nói ngon nói ngọt, tận tình khuyên bảo giống như muốn tốt cho Thẩm gia, thật ra là muốn dụ Vân Khanh tin tưởng lão, đem gia nghiệp Thẩm gia toàn bộ giao vào tay lão. Đáng tiếc Vân Khanh lại không ngây ngô như trong mắt bọn họ vẫn nghĩ, trải qua kiếp trước và sau một năm học hành ở kiếp này, suy đoán, suy nghĩ sự vụ, tuy rằng chỉ có 14 tuổi, nhưng nội lực linh hồn lại không khác với người 30 tuổi. Tộc trưởng lời nói vừa ra khỏi miệng, như là quỷ nói, dám nói, một khi sản nghiệp thẩm giao cho bọn họ, bọn họ tuyệt đối có thể đem hết thảy đều lặng lẽ hóa thành sản nghiệp của chính mình. Đến lúc đó toàn bộ thẩm gia sẽ bị bọn họ đào thành một cái hố, chừa cho bọn nàng. Sẽ chỉ là vô tận khốn khổ. Vân Khanh cũng không lật mắt cùng bọn họ, khẽ mỉm cười nói, tộc trưởng lời nói hữu lễ. Nàng dừng một chút, ngay lúc tộc trưởng muốn mặt mày hớn hở, Vân Khanh lại nói tiếp, nhưng tộc trưởng dựa vào cái gì cảm thấy sản nghiệp của Thẩm phủ khi giao cho vào tay các người thì nhất định không mất đi chứ. Những khoản nợ thu không về này, chỉ vì ta là nữ tử, mà các người là nam nhân như vậy liền có thể thu hồi hay sao? Nếu là như thế, quản sự trong phủ chúng ta cũng có thể làm được, bất quá họ không thể, bởi vì bọn họ nhận thức chúng ta dòng dõi Thẩm gia là chủ tử mà không phải chỉ dựa vào ta là nam nhân hay nữ nhân. Một chàng dài đem tộc trưởng nói đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lão căn bản là chưa từng nghĩ qua muốn xen vào chuyện đòi nợ này, bạc thu về được hay không vốn liên quan gì đến lão, lão chỉ muốn tiếp nhận sản nghiệp của thẩm gia, sau đó bán cuộc cải lấy tiền mặt bỏ vào túi của mình là xong chuyện, khoản bạc này giúp thương hộ thêm lời, dù sao cũng không phải là tiền của lão lúc trước lão nói lời này là vì muốn đưa ra một cái cớ ai ngờ bị vân khanh bắt được túm tóc lấy ra cự tuyệt nhưng qua một hồi lão lại bình tĩnh xuống tiếp tục ôn nhu khuyên nhủ ngươi lời này nhưng thật ra có lý nhưng nay thẩm ra không có nam tử chỉ có ngươi một cái nữ tử như thế nào đi quản lý việc buôn bán việc này tộc trưởng yên tâm cha đã sớm bắt đầu dạy ta xử lý việc buôn bán nửa tháng nay vẫn đều do ta xử lý hơn nữa ta mặc dù tuổi nhỏ nhưng trong phủ còn có lý đại quản sự hắn đi theo cha ta hai mươi mấy năm lại là người tri ân đồ báo không giống có một số người ăn của ta dùng của ta còn muốn ở sau lưng đâm ta một dao loại này người lang tâm cầu phế này thật sự là làm cho người ta khinh bì vân khanh nói xong ánh mắt quét qua rừng trên mặt tộc trưởng đại trưởng lão nhị trưởng lão thẩm bình mạc thị từng người một hàm ý ám chỉ Mạc thị nghe xong đã muốn đứng lên chỉ trích, thẩm bình lại mở miệng trước, cho dù là để chất nữ ngươi xử lý, nhưng ngươi cũng sắp cập kê, qua hai năm nữa phải lập gia đình, đến lúc đó sản nghiệp này cũng phải cho tộc nhân quản lý, không bằng hiện tại trước để cho bọn ta nhúng tay giúp ngươi đi. Thực hiển nhiên, thẩm bình này lấy lui làm tiên, lời tuy nói cực kỳ tốt đẹp, là cho tộc nhân hỗ trợ quản lý, nhưng để họ nhúng tay chỉ e thẩm ra việc thêm nhiều quả thực là phóng hổ tiến heo oa vừa dâng heo sữa vừa thả hồ theo lời của đường cựu ông ông bác bên ngoại cho dù vài năm sau vân khanh xuất giá nhưng vân khanh phía sau còn có đệ đệ chờ đệ đệ lớn lên một chút cũng có thể giúp đỡ việc trong nhà làm sao chưa gì đã muốn nhờ người hỗ trợ được ý tốt của mọi người vân khanh xin nhận chỉ là nhà ai thì quản nhà ấy chuyện thầm ra cũng không dám phiền các ngươi vân khanh ngữ khí vẫn mềm nhẹ như trước nhưng trong lời nói lại làm cho người có cảm giác bị đấm thật đau vô luận nói như thế nào vân khanh đều có thể ứng phó tuyệt đối không cho người khác có cơ hội nhúng tay vào thẩm gia dù chỉ một chút thẩm bình ở một bên híp mắt nhìn vân khanh đã sớm nghe người nọ nói qua ở ờ thẩm gia lợi hại nhất không phải tạ thị mà là đại tiểu thư này hôm nay vừa thấy đúng thật là như thế đúng là không thể xem thường xem ra rốt cuộc cũng phải xuất ra chứng cớ mới được này đề tài vòng đến điểm này, thẩm bình khóe miệng khẽ nhếch, đáy mắt mang theo châm chọc, ngươi lời này nói thật đúng. Nếu thật sự là phía dưới có đệ đệ, như vậy gia nghiệp thẩm ra rốt cuộc vẫn có người kế thừa, nếu không phải, vậy cũng không thể để rơi vào tay dã loài. Sự việc rốt cục cũng nói đến điểm này, vân khanh sắc mặt cũng dần dần lạnh, trong mắt phượng trợt sáng, lại phẳng phất như mặt nước trong đầm lầy, lộ ra từng cổ âm lãnh khí, cái gì là dã loại. Hy vọng đường cựu ông có thể đem chuyện nói rõ ràng, ngày hôm nay nơi này ngồi nhiều trưởng bối như vậy, không biết ông có chứng cứ xác thực sao? Thẩm Bình đương nhiên là có chứng cứ, hắn hôm nay đến là vì mục đích này, hướng bên ngoài vung tay lên, chỉ thấy Tề đại phu từ bên ngoài đi đến, Vân Khanh vừa thấy ông ta, hai mắt liền bắn ra một cỗ sắc bén, "Tề đại phu, ngươi có chứng cứ gì chứng minh đệ đệ của ta là giả loại sao?" Tề đại phu bị ánh mắt kia nhìn vốn đầu đã thấp, càng thêm thấp, thẩm bình cười lạnh một tiếng, cười nói, tề đại phu, ngày hôm nay chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, ông hãy đem kết quả trần đoán năm trước của thẩm mậu, nói cho mọi người nghe một chút. Tề đại phu nghe xong thanh âm của hắn, cả người run lên, mấy năm nay, ông ta vẫn vì thẩm ra xem bệnh, thẩm ra đối với ông ta không tệ, nhưng lúc này đây ông ta thật là không còn cách nào. Ông ta không dám ngẩng đầu nhìn Vân Khanh quay đầu nhìn thẩm bình nói năm trước khi ta xem bệnh cho thẩm lão gia chẩn đoán ra thẩm lão gia đã không còn khả năng sinh dục lời này vừa nói ra cả sảnh đường huyên náo hạ nhân của thẩm gia sắc mặt đều biến đổi bọn họ cũng biết tê đại phu có thể nói là đại phu chuyên dùng của thẩm gia khi đó cũng thật là đã từng xem mạch cho lão gia nếu như thế vậy hai tiểu thiếu gia làm sao mà có nhất thời mọi người đáy mắt có điểm phức tạp Vân Khanh sớm có chuẩn bị, lúc này cũng không có nửa điểm bối rối. Trấn Định thong dong hỏi, vậy xin hỏi Tề Đại Phu, ông lúc trước chẩn đoán ra nguyên nhân vì cái gì khiến thẩm lão ra không sinh dục được. Tề Đại Phu cúi đầu nói, là vì dùng một loại tuyệt tử dược, cho nên không thể sinh con. Vậy cũng là nói, cha ta là sau này bị người kê đơn mới tạo thành bệnh này đúng hay không? Vân Khanh từng bước ép sát, thẩm bình nghe không ra nàng ngụ ý trong câu hỏi của nàng chỉ đành đề nàng hỏi. Đúng vậy, thẩm lão gia là vì ăn chúng tuyệt tử dược trong thuốc bổ mới dẫn đến việc bất lực. Tề đại phu nói đến chỗ đó, thẩm bình lập tức tỉnh ngộ, lập tức ngắt lời nói, tề đại phu, ông chỉ cần nói, loại dược này ăn vào về sau còn có thể chữa khỏi hay không? chương 202, lời nói kinh thiên, ba. Dựa vào y thuật của ta, vô lực, tề đại phu đáp, tộc trưởng nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ trong hai mắt tràn ngập vui mừng không che giấu đứng lên nói khá lắm tạ thị nàng thế nhưng giấu thẩm gian díu với người ngoài còn sinh hạ hai cái nghiệt trùng người đâu lập tức đem nàng kéo tới đưa đến dòng họ từ đường đi tầm lồng gia nghiệp đem hai cái nghiệt trùng kia cũng cùng nhau mang đi chỉ cần tạ thị vừa chết hai đứa trẻ cũng không còn thẩm ra liền hoàn toàn không còn chỗ dựa tộc trường phảng phất thấy được một tòa núi bạc cao ngất đang bày ở trước mắt Vô số vinh hoa phố quý lập tức sẽ theo tới rồi Đi theo tộc trưởng là tộc nhân thẩm thị ở phía sau vừa nghe Lập tức muốn vọt vào Ai dám xông loạn thẩm phủ ta Liền thẳng tay đánh cho ta Vân khanh một tiếng la Toàn bộ hộ vệ thẩm gia cùng hạ nhận đồng loạt Cầm lấy gậy gộp đứng chắn ở bên ngoài Tộc nhân thẩm thị vừa thấy tư thế kia Làm sao còn dám động Chỉ biết nhìn tộc trưởng Không biết làm như thế nào cho phải người làm càn một nữ nhi tóc còn xanh cũng dám ngăn cản tộc trưởng làm việc người rốt cuộc có đem tộc quy đặt ở trong mắt không tộc trưởng thấy vân khanh cũng dám phái người vây quanh ở bên ngoài công nhiên cùng lão chống lại tức giận hai mắt phun lửa giống lớn nói tộc trưởng ông cũng đừng làm càn nơi này là thẩm phủ không phải chuyện gì cũng chỉ bằng một câu nói của ông liền có thể định tội chỉ bằng ông dựa vào một câu của đại phu này liền kết luận nương ta ngoại tình, đệ đệ của ta là dã loại, ông cũng không tránh khỏi nghĩ rất đơn giản rồi. Vân Khanh khinh thương cười lạnh, toàn thân tàn mát ra một loại khí thế nghiêm nghị, trên khuôn mặt trắng như ngọc nay như được phủ một tầng băng lãnh, phát ra vô tận hàn khí. Nghĩ đến thẩm mậu không có ở nhà, thẩm ra chính là trái hồng mềm. Bọn họ sẽ không thể đắc ý, người thẩm ra cho tới bây giờ cũng không phải là loại nhu nhược, bọn họ muốn cầm, Vậy thì cho bọn họ biết, cây xương rồng đến tột cùng là đâm người ra sao? Thẩm Bình cũng không ngờ tới Vân Khanh thậm chí đã có chuẩn bị, sớm bảo người vây quanh ở bên ngoài, xem ra hôm nay nếu là lấy không ra chứng cứ rõ ràng, thẩm ra là không dễ đối phó, hắn đưa tay vỗ lên bàn, trách mắng, tề đại phu là đại phu nổi danh ở Dương Châu, lời của hắn tự nhiên là có thể tin, ngay cả hắn đều đã khám và chữa qua nhiều loại bệnh, khẳng định không ai có thể có năng lực hơn hắn. Tạ thị nàng có ngoại tình hay không, cho nàng đi ra đối chất sẽ biết. Thật là một ý kiến hay, biết rất rõ ràng tạ thị bị ngất, còn muốn bà đi ra đối mặt với loại chuyện đáng xấu hổ này là thật tâm muốn đem tạ thị tức chết hay sao? Vân Khanh nghe vậy, ta liếc liếc mắt một cái nhìn vị tề đại phu vẫn nâng không dậy nổi đầu kia, khinh thường nói, tề đại phu, bọn họ cho ông lợi lộc gì? đủ để ông một đời không lo sao? Tề đại phu nghe được, toàn thân run lên, hắn ngập ngừng một chút, ngẩng đầu lên nói, ta thật sự không có biện pháp, mấy ngày trước đây ở trong sòng bạc thua tiền, thua mất một ngàn lượng bạc, nếu không trả được, bọn họ sẽ chặt tay ta. Hắn ở thẩm gia xem bệnh nhiều năm như vậy, trong lòng vẫn là có quỷ, mắt thấy nay Vân Khanh một vị tiểu cô nương bị một đám người thay nhau bức bách, lương tâm thật sự băn khoăn, vẫn chọn nói ra sự thật. Đáng tiếc loại sự thật này, Vân Khanh không có hứng thú muốn biết, người đang lúc hoạn nạn, có thể dễ dàng nhìn ra lòng người, lòng người có loại rất dễ thay đổi, giống như lúc trước thẩm gia dùng bạc ngăn chặn miệng của tề đại phu, hôm nay người khác cũng có thể dùng bạc cậy miệng tề đại phu, chỉ là miệng này cậy mở cũng vô dụng rồi. Nghe được lời này của tề đại phu, thẩm bình trừng mắt, hắn vất vả lập kế chính là biết được lúc trước giúp thẩm mậu trần bệnh 89 phần 10 là tề đại phu, phái người dẫn tề đại phu đi đánh bạc, rốt cục chiếm được cơ hội cậy miệng hắn, nhưng nói đến đây là đủ rồi. Thẩm Bình quay đầu nhìn Vân Khanh, lúc trước tề đại phu là thu bạc của các ngươi, không có nói ra, nay hắn đem sự thật báo cho ta biết, có cái gì không được. Người nếu là không tin, vậy hãy đem hai cái giá loại kia ra đối chất thì rõ. Lời tề đại phu nói, dù đến công đường cũng không làm gì khác được. Thu tiền của các ngươi, tự nhiên là phải thay các ngươi nói chuyện. Nhưng thật ra ta muốn hỏi một chút, đường cựu ông làm sao biết được cha ta bị người hạ tuyệt từ dược. Loại sự tình này những người khác cũng sẽ không biết. Ông làm sao có thể biết, chẳng lẽ lúc trước người sai khiến Bạch Di Nương kê đơn chính là ông. Ông ngay từ đầu liền hy vọng thẩm gia chúng ta tuyệt hậu, chờ cơ hội như vậy để có thể khiến thẩm gia chúng ta rơi đài. Chỉ sợ ngay cả việc cha ta gặp đá lở, cũng là do ông nhúng tay vào, ông muốn cho cha ta gặp nạn, sau đó dẫn người đến nốt chừng sản nghiệp của thẩm gia. Vân Khanh khí thế bất người, từng câu một ép sát khiến thẩm bình ngồi trên ghế cũng phải nhảy dựng lên, người nói bậy bạ gì đó, ta sao có thể làm loại chuyện như vậy. Phụ thân người gặp đá lở, đó là thiên tai, đâu có liên quan tới ta. Nếu là như thế này, vậy ông thừa nhận ông là người kê đơn rồi sao? Vân Khanh cười lạnh vài tiếng, nhìn Thẩm Bình trong nháy mắt sắc mặt liền vặn vẹo, lúc này hắn mới phát hiện dưới sự dồn ép của nữ tử nhỏ bé yếu ớt này, hắn đã rơi vào bẫy rồi. Đừng cho là ta không biết, ông cùng đường biểu ca của Bạch Di Nương quen biết đã lâu, cho nên bảo đường biểu ca kêu Bạch Di Nương đến cùng nhau mưu đoạt gia tài thẩm gia, đến lúc gia sản thẩm gia không có người kế thừa, đều phải rơi vào trong tay tộc nhân, thì cho đường biểu ca cưới Bạch Di Nương. Ông cho rằng những việc này có thể lừa được người khác sao? Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Vân Khanh lưu loát nói ra một hơi, khiến đại trưởng lão, nhị trưởng lão trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ căn bản là thật không ngờ tới còn có việc này. Chỉ nghe thấy thẩm gia bị bêu xấu, tạ thị ngoại tình. Ai ngờ còn có việc thẩm bình làm ra chuyện như vậy. Thẩm bình nhìn thiếu nữ trước mắt, rõ ràng mới 14 tuổi, nhưng toàn thân tỏa ra khí thế, ăn nói lanh lợi quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. hắn cơ hồ nói không ra lời. việc này hắn làm lặng lẽ như thế, nàng làm sao lại biết? nàng rốt cuộc là người hay là quỷ? thẩm bình từ trong lòng toát ra một cỗ hàn khí. người đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. nếu có chứng cứ thì người lấy ra. nếu là lấy không ra, thì cho tạ thị cùng hai cái giá loại kia đi ra đối chất. tộc trưởng một câu đem thẩm bình đang suy nghĩ kéo lại. đúng vậy a. À nếu là có chứng cứ, khi đó thẩm mậu ở nhà, chắc chắn sẽ làm ầm ĩ một trận, theo tính cách của thẩm mậu, cũng không phải sẽ nén giận. Rốt cuộc gừng càng già càng cay, tộc trưởng nghe ra thâm ý trong lời nói của Vân Khanh. Một phen vừa rồi, thực đúng như Vân Khanh đoán, nhưng nay nàng tin chắc, việc này chính do thẩm bình làm, món nợ này nàng sẽ ghi tạc trong lòng, trước mắt còn chưa được, đợi thời cơ đến nàng sẽ khiến thẩm bình trả cả vốn lẫn lời dựa vào cái gì các ngươi nói muốn đối chất liền đối chất, nếu thực cùng các ngươi đối chất, đây không phải là thừa nhận mẹ ta trột dạ, các ngươi suy tính gì đừng cho là ta không biết. Lúc này trong lời nói của Vân Khanh lại không còn một tia khách khí nữa. Người đây là trột dạ sao? Nói cho ngươi biết, nếu như không đối chất, thẩm ra các ngươi cho dù vô hậu, thẩm mậu đã chết, nay trong tộc dựa theo tộc quy, sản nghiệp thẩm gia toàn bộ do tộc nhân nhận lấy. Thẩm Bình hùng hổ chỉ vào Vân Khanh. Vô hậu, các ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy ta đứng ở trước mặt của các ngươi sao? Ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là một cái nữ tử, ngày sau gả đi ra ngoài chính là người nhà chồng, gia nghiệp thẩm gia cùng ngươi một tí quan hệ cũng không có. Ta cho ngươi biết, bất luận ngươi ngăn cản như thế nào, dù là náo loạn lên công đường, gia nghiệp thẩm gia cũng sẽ rơi vào tay tộc nhân thôi. Tộc trưởng đã hoàn toàn lộ ra vẻ mặt đáng ghê tởm, lão vỗ tay lên ghế trên chỗ ngồi đứng lên nâng tay chỉ vào vân khanh trong miệng phun nước miếng đáy mắt lóe lên tia tham lam đáng sợ giống như muốn dùng hết toàn lực không đoạt được tài sản thầm ra tuyệt không bỏ qua vân khanh đi tới trước từng bước đối với tộc trường cười lạnh vẻ mặt đáng ghê tởm như thế nàng thật hy vọng phụ thân có thể tới nhìn xem nhìn xem những tộc nhân này ngày thường chân chó đi nịnh nọt ông nay vào lúc ông không ở nhà lại đến ức hiếp người nhà ông như thế nào. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, từ trong lồng ngực nói ra một câu khiến mọi người khiếp sợ. Nếu phụ thân thật sự gặp chuyện không may, ta, Thẩm Vân Khanh, đời này kiếp này vĩnh viễn không lấy chồng, chiêu tế ở rể, lấy tên gia chủ quản lý toàn bộ sản nghiệp Thẩm gia. Vẫn là giọng nói đặc biệt ôn nguyễn của nữ tử giang nam, lại có khí thế như hoa đào nở rộ tháng ba trộn lẫn mảng băng tại tuyết sơn, băng hòa giao nhau cùng tụ hội trong tiếng nói kia, gần từng tiếng như ngọc chạm băng, ở trong chính sảnh vang vọng. Tất cả mọi người chợt ngẩn ra, bọn họ làm tốt mọi chuẩn bị, lại không ngờ đến một nữ từ 14 tuổi cũng dám ở trước mặt mọi người nói ra những lời như vậy, quả thực là trước nay chưa từng có, khiếp sợ cực kỳ, mặc dù bọn họ vô sỉ tới cực điểm, cũng phải một lúc sau mới hồi phục lại tinh thần. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 203, lời nói kinh thiên 4. Vẫn không có ai mở miệng đại trưởng lão lúc này thật mạnh vỗ vào đùi một cái, hồ náo, hồ đồ náo loạn. Người một cái khuê trung nữ tử, sao có thể nói ra lời lẽ cuồng vọng như thế? Có phải hay không hồi nháo, Vân Khanh trong lòng mình khắc biết. Quân tử nhất môn giống như khoái mã nhất phi, nữ tử một lời tự nhiên cũng là tứ mã nan truy hôm nay nếu tộc trưởng đã ở đây, vậy các ngươi cũng vừa hay làm người chứng kiến. Nếu có chút một chút giả dối, ta thẩm vân khanh sẽ bị thiên lôi đánh xuống, chết không tử tế được. Tộc trưởng cứng lại, so với những người khác, nội tâm lão trừ bỏ khiếp sợ ra, còn có một loại cảm giác mắt thấy thịt béo tới tay, lại bị giựt mất, giống như sói đói lâu năm ở thân thể hắn dục dịch, làm hắn mất đi lý trí, hắn không kiên nhẫn nói. Ngươi một cây nữ nhi loạn nói há có thể thật sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi phải đem thẩm ra tổ truyền ngọc bích lấy ra đây. Nếu ngươi không lấy ra, ta đến thay ngươi tìm ra. Vô sỉ, quả thực vô sỉ tới cực điểm. Thế này là muốn công khai chiếm đoạt. Vân Khanh hoàn toàn phẫn nộ rồi, trên làn váy lụa mỏng sáng của nàng, phảng phất biến thành ánh lửa đỏ, đem nàng cả người bao vây trong một bầu không khí cực đoan hai tròng mắt của nàng như đêm đen, khóe miệng gợi lên một chút tươi cười, trên gương mặt diễm lệ tuyệt sắc, tỏa ra một loại khí thế như một loại hoa không thể tới gần. Nàng từ trong bao vải được lưu thúy ôm, xôn xao một tiếng, rút ra một thanh bảo kiếm, màu bạc của kiếm sáng ngời trong chính sảnh, từ đáy mắt mỗi một người đều sinh ra một đạo ánh sáng lạnh lùng tàn khốc. Hôm nay, ai nếu dám làm loạn trong thầm phủ của ta, ta liền chém chết hắn dùng máu của hắn để tế trên điện gia nghiệp thẩm phủ ta. Mặt của cô gái tựa hồ bị kiếm quang bao phủ, giống như quỷ mị, rốt cuộc nhìn không ra sự nhu nhược thường ngày. Toàn thân phát ra khí thế, khiến chân mọi người nhất thời bồn rùn, bọn họ không biết, Vân Khanh phát ra, đó là một loại sát khí, trong tay nàng, sớm đã có hai mạng người, một cái là vi ngưng từ kiếp trước, một cái là gã nam nhân mỏ nhọn kiếp này nàng đã sớm đối với việc giết người không còn sợ hãi có đôi khi người bị bất đắc dĩ chỉ có kiếm tẩu thiên phong vứt bút cầm kiếm ở trong lòng nàng không có gì so với bảo vệ gia sản quan trọng hơn địch nhân muốn tới đánh cướp nàng liền lấy mạng liều mạng cả đời này nàng đã ngộ ra rất nhiều nếu có người muốn làm nàng không đường để đi nàng sẽ khiến cho những người đó cùng nàng đi xuống địa ngục đại đa số mọi người là tham tài nhưng người vì tài không muốn sống vẫn là rất ít nhìn thấy trong tay vân khanh là thanh kiếm tôi luyện sắc bén thì bọn người tộc trường đã có ý rút lui bọn họ như thế nào cũng không ngờ nàng được chiều chuộng giống như mẫu đan lại có tính cách cứng rắn như vậy lấy bàn tay như bạch ngọc của mình cầm lên thanh kiếm lạnh như băng nhưng mọi chuyện đang xảy ra này đều nói cho bọn hắn biết đây là thật sự chỉ cần bọn họ dám vọng động thanh kiếm kia sẽ không chốt do dự mà đâm vào thân thể của bọn họ. Một giọt mồ hôi lạnh, hai giọt mồ hôi lạnh từ chán của thẩm bình chảy xuống, mạc thị đã sợ đến sụi lơ trên ghế, bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, tác phong của thẩm vân khanh so với thẩm mậu chỉ có hơn chứ không có kém. Đối thủ của bọn họ không phải là con cừu non như trong tưởng tượng, mà là một đầu sói hộ gia mẫu, sói mẹ đầu đàn bảo vệ gia đình kinh ngạc, không chỉ có là bọn hắn, tổng quản Thẩm phủ Mộc Sâm, còn có hộ vệ và nha hoàn bên ngoài, xuyên qua cửa lớn nhìn vào tình cảnh bên trong, đều bị loại khí thế này chinh phục, bọn họ trong lòng đều sinh ra một loại sợ hãi, mà loại sợ hãi vì Vân Khanh vào lúc quản lý thẩm gia sau này trở thành trụ cột quan trọng. Nhìn bọn người trước mặt chỉ còn có sợ hãi, Vân Khanh đáy mắt khinh bỉ cùng khinh miệt, nàng đi phía trước từng bước những người đó liền đồng loạt lui về sau từng bước. Mặc kệ là hôm nay, hay là ngày mai, các ngươi nếu muốn từ trong tay ta cướp đi gia nghiệp thẩm gia, kiếm trong tay ta chính là đáp án. Mặc kệ cha ta trở về hay không, gia nghiệp thẩm gia các ngươi vĩnh viễn đừng hòng đoạt được. Thấy trong mắt nhiều chuyện của tộc trường truyền động, Vân Khanh liếc mắt một cái nhìn thấu hành động của hắn, nếu các ngươi muốn mượn chuyện này bôi đen thẩm phủ, thì cũng đừng trách tầm phủ ta không chừa thể diện. Nói cho cùng, thầm gia ta đều là thương hộ, cho dù đánh mất mặt, cũng có thể làm, căn bản không có gì ảnh hưởng. Nhưng ta tất nhiên sẽ dựa vào các khoản nợ phụ thân có ghi lại, đem những gì gia tộc đã mượn đi như tế điền, ngân lượng, thôn trang cùng các loại sản nghiệp, toàn bộ lấy lại. Nếu các người thấy không sao, vậy cứ như thế mà làm. Mấy người tộc trưởng đối mặt với khi thế sắc bén như thế, hoàn toàn không có cách nào ứng phó. Mấy năm nay thẩm phủ cho tộc bạc, tính ra đã là con số thật lớn, nếu truy cứu lên, cho dù bọn họ bán gia sản, cũng hoàn lại không được. Bọn họ chỉ hận cô gái trước mặt thật sự là quá mức lợi hại, không lưu lại cho người ta một chút mặt mũi, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ đến, hôm nay, bọn họ chưa từng lưu lại cho Vân Khanh các nàng con đường sống. Đoàn người cao hứng ngẩng đầu mà đến, lại xám xịt rời khỏi thẩm phù tuy rằng chuyện này từ đầu đến cuối cũng không có truyền ra nhưng câu vân khanh nói triều tế ở rể vẫn lập tức truyền khắp toàn bộ thành dương châu toàn bộ dương châu đều oanh động lên đại tiểu thư thẩm phủ vốn là quốc sắc thiên hương hơn nữa sau lưng gia nghiệp hùng hậu nhất thời rất nhiều người đều có chủ ý muốn lọt vào tầm mắt của thẩm đại tiểu thư mà sau khi tạ thị tình lại biết biện pháp mà vân khanh nói là việc này nhất thời nội tâm rối rắm giận đến phun ra máu chiêu tế ở rể nữ nhi thế nhưng nói ra lời chiêu tế ở rể này đường đường dương châu thẩm phủ đại tiểu thư thế nhưng muốn chiêu tế ở rể lý ma ma đã ở một bên vụng trộm lau nước mắt như tư cách của đại tiểu thư cho dù gả cho hầu gia cũng là không tệ nhưng hết lần này tới lần khác nói ra câu chiêu tế ở rể nay truyền ra ồn ào huyên náo đến lúc đó lão gia thật sự vẫn chưa về đại tiểu thư liền thật sự chỉ có con đường này để đi rồi tạ thị hai mắt nhìn tấm rèm thêu hoa hồng lưu vân màu tím nước mắt mãnh liệt chảy ra ma ma ta đây làm nương có phải hay không thực vô dụng a à? thế nhưng để nữ nhi chiêu tế ở rể mới có thể bảo trụ gia nghiệp thầm ra lý ma ma xoa xoa khóe mắt làm bộ như không có việc gì nói phu nhân người cũng đừng nghĩ như vậy Người xem tiểu thư cũng không phải là bảo khố trong lòng người hay sao, gả tới nhà người khác, không chừng còn phải chịu ức hiếp, nếu như chiêu tế, người lại có thêm một người con trai, tiểu thư ở nhà cũng sẽ không bị người bắt nạt, đây không phải là tốt lắm sao. Tạ thị nước mắt vẫn ngừng không được, bà biết Lý Ma Ma là nói tốt cho bà nghe, nhưng trên đời này có nam tử tốt nào nguyện ý ở rể, nam nhân ở rể không có gì tốt, bị người khác đồn đãi rèm pha lời ra tiếng vào sẽ chịu không nổi về sau sinh đứa nhỏ cũng là theo họ gia đình nhà gái ở gia đình nhà gái cũng không có địa vị chỉ có thể siêng ăn lười làm cả ngày muốn hưởng lợi mới chịu ở gì vân khanh của bà xinh đẹp như vậy thông minh như vậy sao xứng với người như thế cơ chứ lý ma ma biết tạ thị nghĩ cái gì bà nghẹn ngào một chút mới mở miệng nói phu nhân người cũng biết nếu không phải bị bọn tộc nhân này làm cho không còn cách nào đại tiểu thư khẳng định sẽ không làm như vậy. Nàng làm như vậy là vì bảo toàn thẩm gia cung người. Còn có hai đệ đệ A, còn nữa, đại tiểu thư cũng nói, nếu là lão gia mất, nàng mới có thể làm như vậy. Đến lúc đó lão gia đã trở lại, câu hứa hẹn này cũng trở thành lời thừa thải. Người tội gì lại thương tâm như vậy, người cũng đã biết sau khi người phun máu. Tiểu thư lo lắng đến độ cả đêm cũng chưa ngủ sao. Đã đến nước này. Lý Mama chỉ có dùng Vân Khanh đến bức tạ thị mới được, nếu để tạ thị một mặt tự trách cùng thương tâm, chỉ sợ Vân Khanh sẽ càng khó trông đỡ. Hiện tại Vân Khanh mỗi ngày ngủ không đến hai canh giờ, sáng sớm đã phải dậy lo xử lý việc trong nhà, sau đó phải theo Lý Tư đi vườn dâu, phường nhuộm, khuê phòng để quen thuộc công vụ, đến tối mới có thể trở về, sau khi trở về lại phải lo chuyện nhà, lại xem xét nợ, chỉ cần mở mắt ra, còn phải xử lý những chuyện trên trời dưới đất ngay cả cơ hội nghỉ ngơi cũng không có không đến ba ngày cả người liền gầy một vòng lý ma ma là xem ở đáy mắt để ở trong lòng phu nhân ngài nếu không mau khỏe lại tiểu thư sẽ bị mệt tới chết đến lúc đó cho dù là lão gia đã trở lại tiểu thư chỉ sợ muốn ngã xuống rồi tạ thị rốt cục cũng bị những lời này thức tỉnh nay nữ nhi lấy một đôi vai nhỏ yếu trông đỡ toàn cục bà tại đây tiêu cực suy sút đây là chuyện một vị mẫu thân nên làm sao? Cho dù bà làm không được chuyện lớn gì, nhưng cái nhà này, bà vẫn quản được, cũng có thể vì nữ nhi chia sẻ một phần." Tạ thị khởi động thân mình, nói, "Lý mama, nấu cho ta một chén cháo sơn sâm lại đây." Lý mama vừa nghe, sắc mặt mừng rỡ, vậy là phu nhân rốt cục đã vực dậy tinh thần, vội vàng phân phó nha hoàn đi hầm cháo. Mà lúc này Vân Khanh đang ở nhạn các, nhìn mấy chục con chó săn thân hình khỏe mạnh trước mặt, vừa lòng gật đầu, đem chúng nó dẫn đi, dùng thịt tươi nuôi, đến ban đêm thả ở bên trong viện nơi tường thấp, ban ngày lại đem chúng nó cột lại. Nàng lần trước mặc dù dùng phương pháp cực đoan bức lui tộc nhân, nhưng không thể chắc chắn là có tên nào không biết xấu hổ bày ra cho bần thỉu để đối phó thẩm ra, nên nàng mua một đám chó săn được huấn luyện đến coi sân, lúc tối, vừa hay dùng để đối phó bọn trộm trèo tường mà ngay tại lúc thẩm phủ đang nhốn nháo, từ kinh thành có tuấn mã ngày đêm chạy như điên, cũng rốt cục lặng yên không một tiếng động tiến vào Dương Châu. chương 204, Sắc Thương, 1 Trời còn chưa sáng, Vân Khanh liền tỉnh lại, thải thanh ngủ ở gian ngoài nghe được động tĩnh cũng ngồi dậy, mang nước cho nàng uống thông cổ, sau đó mới lấy xiêm y lại đây, sau khi hầu hạ nàng mặc vào, các nha hoàn khác cũng theo mà tình. Chủ tử đều dậy, làm nô tỳ sao có thể nằm ngủ trong viện nấu nước, pha trà, hầm cháo, nhất thời bận rộn hẳn lên. Vân Khanh trải đầu thành búi tóc đơn giản, cài cây châm bạc nạm vàng, thay đổi một bộ xiêm y thích hợp. Sau khi chuẩn bị xong, bên ngoài đám người quản nội vụ sự cũng đã đến, nghe các nàng một đám báo cáo xong những chuyện quan trọng, Vân Khanh lại phân phó một ít chỗ phải chú ý, sau đó liền đi qua thỉnh an tạ thị. Tạ thị lúc này cũng đã dậy, Vân Khanh từ tay Lý Mama đón lấy chén thuốc, từng muỗng đút cho Tạ thị, thỉnh thoảng còn lấy khăn lau khóe miệng cho Tạ thị, dáng vẻ thật cẩn thận, Lý Mama xem vừa thấy an ủi lại thương tiếc. Còn mỗi ngày đều như vậy, sáng sớm cũng đừng đến chỗ ta nữa, có thể nghỉ ngơi nhiều một chút thì tốt. Tạ thị uống thuốc, nhìn Nữ Nhi từ ái nói, mấy ngày này những gì Nữ Nhi làm bọn họ đều xem vào trong mắt, thân làm mẫu thân bà làm sao không đau lòng cho được cũng không khác nhau lắm. Vân Khanh cười tiếp chén trà sâm từ tay Phỉ Thúy, hơn nữa, Nữ Nhi cũng là hy vọng nương sớm khỏe lại, liền có thể không cần vất vả như vậy, đây chính là mỗi ngày đến thúc dục nương thôi. Tạ Thị nở nụ cười, quỷ nha đầu con đó, nói thế nào thì con cũng có lý, đều là nương vô dụng, nếu không cũng sẽ không liên lụy con nói ra lời như vậy. Lời kia nói thì làm sao? Tuy rằng nghe qua kinh thế hãi tục nhưng một khi cha đã trở lại, cũng không phải là trở thành thừa thải rồi sao? Vân Khanh cười cười, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Vân Khanh nói ra những lời này, đã là đại nghịch bất đạo dưới con mắt thế nhân. Cho dù tầm mậu trở lại, nhưng nữ tử có thể nói ra lời như vậy, hành vi quá lớn mật, danh môn thế gia sẽ không ai dám muốn. Tạ thị làm sao không biết, nhưng lúc này cũng biết nữ nhi là không có cách nào mới đi bước này, cũng không nhiều lời nữa trong lòng nhớ thẩm mậu con vẫn luôn nói lão gia sẽ về sao dám khẳng định như vậy chứ vân khanh nào biết rằng thẩm mậu rốt cuộc có trở về hay không nhưng vì để tạ thị an tâm nàng vỗ vỗ tay tạ thị cười nói nương người không biết đâu nữ nhi mấy ngày nay nằm mơ mơ thấy cha không có việc gì ở trên trời xuất hiện một vị lão nhân râu tóc bạc trắng cho cha một cái hồ lô cha cưỡi ở phía trên một chút thương tổn cũng không có lão nhân dâu tóc bạc trắng quang hồ lô đây không phải là thần tiên sao tạ thị ngày thường luôn tin phật nghe được vân khanh liên tiếp vài ngày đều mơ thấy cảnh này trong lòng ổn định một chút biết đâu là thật bà cầm tay vân khanh ân cha con nhất định là không có việc gì hai mẹ con chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt nhà này chờ khi cha con trở về thẩm ra vẫn là dáng vẻ như trước sức khỏe ta đã tốt lên không ít chuyện trong nhà toàn bộ liền giao cho nương con cứ lo quản lý tốt chuyện buôn bán ở bên ngoài là được. Nghe được lời này của tạ thị, Vân Khanh chỉ biết tạ thị đã không có vấn đề gì nữa, nói thêm vài câu săn sóc, liền đến tiền viện. Lúc này trời đã sáng hẳn, Lý từ đã đến từ lâu, cùng Vân Khanh đi tuần tra một phường nhuộm ở ngoài thành phía nam, phường nhuộm của thẩm gia so với phường dệt của hoàng gia, cũng chỉ là hơi nhỏ chút, bên trong từ trên xuống dưới cộng lại ít nhất cũng có 3.000 người toàn bộ phường nhuộm nơi nơi đều phơi các thước vải đầy màu sắc, bên trong thùng nước nhuộm là những cuộn vải có màu sắc riêng biệt. Nhóm công nhân đang vất vả cần cù bận rộn, đối với việc Vân Khanh đến, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không chỉ hoãn việc quan trọng hơn. Mà khi Vân Khanh ra ngoài, vẫn luôn đeo một tầng mụ xa, đó cũng do tạ thị cố gắng cường điệu nên mới đáp ứng, bởi vì mỗi ngày phải ra vào chỗ đông công nhân, Lý Tư cũng hiểu được dựa vào dung mạo của Vân Khanh, đội mộ xa thì sẽ tốt hơn. Khi đến một phường nhuộm nhỏ, Lý Tư mang Vân Khanh đi vào, bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn khác, hiển nhiên là nơi cơ mật của thẩm gia. Lý Tư đứng trước một chảo nhuộm, cho người ta lấy ra một miếng vải, đặt ở trước mặt Vân Khanh, đại tiểu thư, người xem, đây là vải dệt mà trước khi lão gia gặp nạn đã cho người làm. Vân Khanh nhìn miếng lụa màu sắc diễm lệ trước mắt, ngón tay ở trên mặt phất qua. Giống như đám mây mềm mại, cơ hồ không có xúc cảm, lại suy nghĩ một hồi, quả thực nhẹ như mây, nàng quay đầu, lại phát hiện màu sắc vài dệt theo tầm mắt mà chuyển biến, lại bày ra một sắc màu khác, mới vừa rồi nhìn xem trực diện là màu hồng tím, nay nghiêng đầu xem, lại là màu xanh biển, nàng không kìm được điều chỉnh bước chân, lại thay đổi một hướng khác để xem, lại là vàng màu tím, cho dù là từ nhỏ mặc quần áo cao cấp nhất như Vân Khanh cũng không khỏi kinh ngạc nói, tơ lụa này thực thần kỳ, mỗi một cái góc độ, sẽ biến hóa một sắc thái, sờ lên xúc cảm cũng đặc biệt tốt, quả thực như nước, lại mềm mại như mây. Lý Tư gật đầu nói, đúng vậy, đây là lão gia cho đại sư phụ tơ lụa ở phường nhuộm làm, là loại mới của năm nay. Hàng dệt của thẩm gia vẫn chiếm lĩnh thị trường, đó là do hàng năm đều sản xuất những sản phẩm tơ lụa mới, hơn nữa chất lượng tốt, giá thích hợp, mới có thể chiếm cứ thống lĩnh thị trường hàng dệt tơ nhưng loại tơ lụa này hẳn là rất khó làm không thể tiêu thụ phạm vi lớn được đối với kỹ thuật nhuộm tơ lụa vân khanh đã có hiểu biết tơ lụa thượng đẳng trước mắt này số lượng làm ra sẽ không nhiều huống chi phải căn cứ vào độ khúc xả của ánh sáng trên màu nhuộm để vải có màu sắc phong phú khẳng định hao phí rất nhiều nhân lực và thời gian nghe vân khanh nói lý tư gật đầu đem vải vóc thả xuống cùng vân khanh đi ra ngoài đứng ở một góc yên tĩnh của phường nhuộm rồi nói đại tiểu thư việc này nô tài vẫn đặt ở trong lòng không có nói cho người biết nhưng hôm qua nghe được chuyện tộc nhân thẩm thị tới cửa nô tài cảm thấy vẫn là nên nói ra nhìn vẻ mặt trịnh trọng của ông ấy vân khanh sắc mặt cũng ngưng trọng hẳn lý quản sự ông có việc cứ nói lý tư nhìn trái nhìn phải xác nhận không có người mới mở miệng nói, loại gấm này lão gia đã mất 2 năm để sáng tạo ra, dùng tơ của Bích Thủy Tầm phun ra, trải qua 7749 lần xử lý, 3 tháng mới có thể ra một thước vải dệt, tất cả đều dùng thuốc nhuộm tốt nhất, sư phụ tốt nhất, kỹ thuật cũng là lão sư phụ và lão gia cùng nhau nghiên cứu ra. Thanh âm của hắn liền trở nên rất nhỏ, lão gia muốn tham gia tranh cử hoàng thương năm nay. Qua lời của Lý Tư vừa nói, Vân Khanh liền hiểu được loại tơ lụa này tất cả đều là tốt nhất. Bích thủy tằm là một trong các loại này được nuôi nấng tốt nhất của thẩm gia. Phun ra tơ lụa liền có màu xanh nhạt, luôn dùng tơ của loại tằm này trực tiếp dệt thành vải, làm thành tơ lụa thượng đẳng để bán. Mà nay năm, cũng chính là lúc quan hệ của liễu gia cùng thẩm gia không tốt. Trước kia ở Dương Châu, không ai dám tới cửa ức hiếp thẩm gia. Thứ nhất thẩm gia là vọng tộc trăm năm tại Dương Châu. Thứ hai cũng là bởi vì có Liễu gia ở phía sau làm chỗ dựa, hành vi của Liễu gia bại lộ, cùng với chuyện phát sinh sau đó, Thẩm Mậu đã rời mục tiêu sang nơi khác. Hoàng thương tuy rằng cũng là thương, nhưng cùng hoàng tộc có quan hệ, trước kia có Liễu gia che chở, căn bản không cần lo lắng cái gì, nay Vân Khanh nhớ tới màn cưỡng bức của tộc nhân, chẳng phải chính là nhìn thấu Thẩm gia không ai ở phía sau làm chỗ dựa sao? phụ thân tính toán cực kỳ lâu dài nhưng ý định này vẫn chưa làm xong lại gặp phải nạn đá lờ rồi đoạn gấm ngày hôm nay chính là thành phẩm sao vân khanh hỏi nay nàng phải làm tốt việc chuẩn bị nếu phụ thân thật sự xảy ra chuyện vậy vị trí đứng đầu của hoàng thương năm nay nàng nhất định phải đi tranh có hoàng quan hệ với hoàng gia những người đó cũng không dám kiêu ngạo nữa rồi lý tư thấy vân khanh đang trầm tư biết nàng hiểu rõ ý của mình theo báo cáo thì đây là loại mới ra tốt nhất hôm nay, đại sư phụ còn đang nghiên cứu loại tốt hơn, hy vọng có thể thêm vào nhiều màu sắc diễm lệ hơn nữa, gắng đạt tới độ thuần túy tự nhiên, không để lộ chút vết tích nào. Năm nay tranh cử hoàng thương cũng sắp bắt đầu, ước chừng vào tháng 9 sẽ đem vài dệt tranh cử của các nơi dâng lên. Hoàng thương đại ung cũng phải cố đỉnh, mỗi năm sẽ tiến hành một lần cạnh tranh, những thương gia có thực lực có thể trình lên sản phẩm mình ưng ý nhất để cho chủ tử ở kinh thành bình chọn, tuyển ra ba hạng đầu là có thể đảm nhiệm chức hoàng thương. Đương nhiên, trừ điểm này ra, còn có các khác yêu cầu như quy mô cửa hàng sở hữu, còn có sản lượng sản xuất hàng năm, bao gồm tất cả các chủng loại hàng hóa kinh doanh, bởi vì trong cung không thể chỉ mặc một loại xiêm y, giống như quy mô của thẩm gia, đương nhiên không thành vấn đề. Ân, nhất định phải tham gia. Vân Khanh chậm rãi mở miệng, xem ra Lý Tư trong lòng cũng có lo lắng, chỉ sợ nàng một thiếu nữ trông đỡ không nổi đại gia đình lớn như vậy. Sau khi chuyện hôm qua phát sinh, mới khiến cái nhìn của Lý Tư đối với nàng hoàn toàn thay đổi, cũng đem việc này nói cho nàng. Vậy Lý Quản sự, loại gấm này đã được đặt tên chưa? chương 205, Sắc Thương, 2 Một cái tên hay cho loại gấm đi tranh cử của thẩm gia cũng là rất quan trọng. Người trong công nhất định sẽ không dùng loại tên như khúc cải trắng hay hoa lan gấm. Việc này nô tài cùng những quản sự khác cũng đã nghĩ qua, tơ lụa diễm lệ này, nhất định phải xứng với một cái tên kiều diễm, nhưng quá kiều diễm, lại sợ rơi vào khuôn sáo cũ, cho nên vẫn đều chưa quyết định được. Lý Tư tuy rằng bán buôn giỏi, nhưng vẫn là thương nhân, những từ ngữ văn nhã, vẫn là thấy khó giải quyết, đại tiểu thư, người có cái tên nào hay chăng? ta nhớ rõ 5 năm, năm trước có một sa tanh được tuyển gọi là Thiên Thủy Bích. Vân Khanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong đầu hiện lên giải ánh sáng màu lúc nãy, giao quang chi tinh, chân quý tột cùng, màu cầu vồng, cảnh tinh chi văn, gấm này vì dùng để tiến cống lại có màu sắc tươi đẹp, giao quang gấm, tên này như thế nào? Giao quang, ngôi sao sáng trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ động lòng người. Tên này không tệ, lý tư niệm mấy lần, cảm thấy thanh lịch cao quý, thực thích hợp với sở thích của các phu nhân phong nhã trong kinh thành, lập tức khen ngợi không dứt. Vậy việc này làm phiền lý quản sự đốc túc nhiều hơn, loại gấm này nhất định phải ở lần tranh cử này được xếp vào ba hạng đầu. Chỉ cần tiến vào ba hạng đầu, như vậy thẩm ra có thể bước vào hàng ngũ hoàng thương rồi. Lần này mục đích đến phường nhuộm chủ yếu là đến xem giao quang gấm, hai người xem xong rồi thì trở về, không bao lâu liền thấy một gã người làm vội vàng chạy tới ở trước mặt Lý Tư nói mấy câu, Lý Tư ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vân Khanh, đi tới nói, tiểu thư, trong cửa hàng phía trước xảy ra chuyện. Chuyện gì, Vân Khanh nhíu mày, nàng biết những người đó sẽ không an phận, trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cho nên biểu tình cũng không bất ngờ lắm. Có người kéo một xe hàng trở về, nói là thẩm ra chúng ta bán hàng nhái, muốn chúng ta phải đóng cửa ngay lập tức. Lý Tư nói, nha, ta đây cùng ông liền thuận tiện đi xem đi. Vân Khanh thản nhiên cười, vừa vặn nàng muốn lập uy tín, đã có người đưa lên cửa, cơ hội tốt như vậy, không nên uổng phí. Lý Tư hiểu rõ gật đầu, ở phía trước dẫn đường, mãi cho đến khu phố có cửa tiệm xuất hiện nhiều hàng hóa, cửa tiệm cao bốn thước rộng mở, trước cửa đã đứng rất nhiều người, đang nhỏ giọng nghị luận xôn xao. Thật ra chuyện này không có gì lớn, chỉ là tại thời điểm rối loạn này, gì việc nhỏ cũng có thể biến thành ảnh hưởng lớn, cho nên Vân Khanh cũng không có coi nhẹ mọi chuyện, nếu hôm nay để cho người ta tìm được cái cớ, nói hàng hóa thẩm gia không tốt, không đến vài ngày, sẽ là một truyền mười, mười truyền trăm, đến lúc đó đám tộc nhân kia sẽ lại có cớ tới cửa, nói nàng quản lý không tốt cửa hàng vân vân. Lý Tư vừa xuất hiện, người xem nhận ra hắn là đại quản gia sự vụ của Thẩm gia, liền tránh ra một bên lộ ra người bên trong đang chửi ầm lên. Lý Tư đầu tiên làm ra một cái tư thế xin mời, đại tiểu thư, mời. Một câu nói kia, chính là đem thân phận của Vân Khanh công khai. Lý Tư biết, Vân Khanh là muốn mượn chuyện hôm nay, ở trước mặt mọi người đem quả pháo đầu tiên khai hỏa. Thái độ của hắn như vậy, đại biểu cho thái độ kính trọng của tất cả các quản sự khác của thầm. Quả nhiên, thấy hắn cung kính như thế, mọi người cũng hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lý Tư là thủ hạ đắc lực nhất của thẩm mẫu, người có thể được hắn tôn kính, nhất định là rất có bản lĩnh, trong lòng đầu tiên liền coi trọng vài phần. Mà Vân Khanh Tư Thái tuy rằng thước tha, nhưng đi lại đoan trang, động tác giơ tay nhấp chân, không có tỏ ra nhu nhược yếu ớt như những nữ nhân khá vốn có, mà chứa một loại vững vàng, cũng khiến cho đám người ở đây không dám xem thường. Nàng xuyên qua mọi người, đi tới bên trong, chỉ thấy một gã nam tử cao gầy mặc trường bào màu lam khoác áo choàng ngắn, đầu đội mũ quả dưa, vỗ cái bàn trong sảnh, nổi giận quát, thầm ra các ngươi dám bán hàng nhái, thế nhưng còn không thừa nhận, cho là thẩm mậu vừa đi, các ngươi liền loạn hết cả lên, muốn làm mưa làm gió hay sao? Như vậy về sau không cần buôn bán nữa chắc, nếu hôm nay không cho ta câu trả lời, ta liền ngồi ngay cửa không đi. Nghe lời này, Vân Khanh nhất thời nhíu mày người này sao mà tới nói chuyện, thoạt nhìn càng giống đến kiếm chuyện vậy. Bên trong trường quầy lúc này cũng tức giận, trương trưởng quỷ, người cũng không thể nói lung tung, thẩm ra chúng ta là nhãn hiệu trăm năm nay, chưa bao giờ làm chuyện bán hàng nhái chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt. Hàng này của ngươi khẳng định không phải là hàng của chúng ta. Trường trưởng quỷ vừa nghe lời này, càng thêm tức nhảy dựng lên, trước kia các ngươi đương nhiên sẽ không a, à. nhưng hiện tại, chủ của các ngươi là nữ nhân, Nàng còn không phải muốn mỗi ngày đều nhanh chóng kiếm ra tiền sao Làm sao còn lo chuyện có danh dự hay không chứ Lời này khiến người bên cạnh một trận thổn thức Chuyện thẩm mộng mất tích Toàn bộ dương châu cao thấp đều bàn tán ồn ào huyên náo Mà hiện tại quản lý thẩm gia đúng là trưởng nữ thẩm gia thẩm Vân Khanh Nữ tử này mới 14 tuổi Khó chắc là không có loại ý nghĩ này Moi được bao nhiêu tiền thì moi Dù sao thẩm gia tiền nhiều Cho dù ngồi không nhúc nhích Đời này cũng không cần lo rồi. Vân Khanh từ từ thong thả đi vào, Lý Tư theo ở phía sau, đối với trương trưởng quỹ cười nói, đây không phải là trương trưởng quỹ sao? Như thế nào ngày hôm nay tức giận đến vậy, rốt cuộc có chuyện gì chọc đến ngài rồi? Trương trưởng quỹ vừa thấy là Lý Tư, lập tức quay đầu đối với hắn oan than nói, Ngươi còn nói, hôm nay việc này ngươi phải cho ta câu trả lời, này ngươi rốt cuộc còn có làm chủ được hay không? hắn làm như không thấy vân khanh đứng bên cạnh lý tư lý tư mỉm cười ta hôm nay có làm chủ hay không không quan trọng bởi vì ngày hôm nay đại tiểu thư nhà ta ở trong này tin rằng nàng nhất định sẽ cho ngươi một cái công đào trường trưởng quỹ thế này mới đem tầm mắt truyền đến trên người vân khanh lại hàm chứa một tia khinh miệt hư nhẹ nói một cái nữ tử có hiểu việc này hay không a à, đừng có đứng ở chỗ này đặng lấy sắc đẹp đến bàn việc buôn bán đi ha ha Hắn nói xong, cảm thấy lời nói của mình tựa hồ rất buồn cười, liền điên cuồng cười vài tiếng. Lý Tư nghe xong, sắc mặt lại lộ ra nét giận dữ, dùng sắc đẹp bàn việc buôn bán, đó là ám chỉ Vân Khanh giống kỹ nữ trong kỹ viện. Đám người chung quanh cũng phát ra vài tiếng cười dâm ran, mang theo đáng khinh, lộ ra vài phần không có ý tốt. Lý Tư theo bản năng quay đầu nhìn Vân Khanh, mặc dù nhìn không thấu bộ dáng rơi mũ xa của nàng, nhưng có thể cảm nhận được nàng cũng không có vì vậy mà tức giận. Vân Khanh thản nhiên cười vui vẻ nhìn trương trưởng quỹ, khóe miệng khẽ nhếch, khuôn mặt ở dưới cây khăn che mặt lộ ra thong dong chấn định, thanh âm nói chuyện thậm chí mang theo nhợt nhạt ý cười. Trương trưởng quỹ trong ngày thường chắc là làm qua không ít sắc thương, nếu không sẽ không vừa nhìn thấy nữ tử đã nghĩ đến phương diện kia, chỉ tiếc, thẩm ra là kinh doanh vải, nếu trương trưởng quỹ còn muốn bàn chuyện vài dệt thì ta tiếp tục bàn, nếu muốn làm sắc thương, ta tin tưởng, nơi phía trước cách đây không xa bên sông Tần Hoài, là nơi thích hợp nhất cho ngài. Người một nữ tử chưa lấy chồng, tại đây lại há mồm ngậm miệng, sắc thương, chẳng lẽ không biết cái gì là xấu hổ. Trương trưởng quỹ không đoán được nàng sẽ có gan phản kích, lập tức chỉ trích nói. Trương trưởng quỹ ông nếu biết ta là nữ tử chưa lấy chồng, lại vì sao còn cố ý muốn dùng sắc đẹp sinh ý, bốn chữ này đến vũ nhục ta, hay là cho rằng ta chỉ là một nữ nhân, ông liền coi thường, một khi đã như vậy, ông liền đem vấn đề nói ra, kể từ đó, ta và ông đều đem chuyện buôn bán giải quyết, cũng có thể xem xem cô gái như ta có năng lực giải quyết vấn đề hay không, không nên tại đây lãng phí sức lực đấu võ mồm. Một phen nói năng lưu loát, ngụ ý trương trưởng quỹ không đúng, lại tự nhiên thay đổi đề tài nói hai ba câu liền xoay lại vấn đề thật sự là không nên nghĩ nàng còn nhỏ mà coi thường đứng ở bên trong đám người có một nam tử thân hình cao lớn mặc tử y đứng ở trước cửa nâng mắt phượng nhìn nữ tử che mặt bên trong đáy mắt có vẻ tìm tòi nghiên cứu thanh âm của nữ tử này hắn tựa hồ cảm thấy có chút quen tai dường như đã nghe qua ở đâu đó nhưng lại không nhớ nổi số lần hắn đến dương châu không nhiều lắm người gặp qua cũng ít Đến tột cùng là ở đâu gặp qua nàng nhỉ? Bên cạnh là gã sai vặt đi theo bên người, nhẹ giọng nói, "Ra, đây là cửa hàng người ta đang cãi nhau, chúng ta vẫn nên đi chỗ khác đi." "Không, ở lại đây nhìn xem một chút." Nam tử thân hình bất động, ánh mắt tối tăm mang theo tìm tòi nghiên cứu, nhìn Vân Khanh đứng ở giữa cửa hàng. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn